Có một số bạn mình gửi sách cho các bạn đọc á, các bạn feedback, các bạn mình không biết chữ tiếng Việt của chữ feedback là cái gì hết. Feedback cho mình là giống như các bạn review vậy á, các bạn cho gửi cho mình những email, các bạn gửi cho mình biết những cuốn sách mình nên cải thiện sao sao để cho hay hơn, hấp dẫn hơn. Cho các bạn đọc, các bạn thấy thu hút, các bạn cuốn hút vào cái việc kinh doanh khởi nghiệp hơn. Mình rất là cảm ơn rất nhiều các bạn đã gửi email cho mình. Nhưng mà có một số bạn mình thấy nó cũng mắc cười, mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Thì mình rất là tôn trọng tất cả các ý kiến của bạn và mình chân thành cảm ơn các bạn luôn dành thời gian đọc và dành thời gian feedback cho mình. Thì đó là lời cảm ơn, lời tri ân của mình tới cho các bạn. Mà có một số bạn á nói mình mắc lỗi chính tả ở trang máy quá tuyệt vời luôn các bạn nói là tuyệt vời. Các bạn có một số bạn là nói mình mắc lỗi ngữ pháp nữa, mình không có giỏi về ngữ pháp tiếng Việt, mình nói thẳng với các bạn luôn là mình cũng không giỏi lắm về tiếng Anh nữa, mình chỉ ở kha khá thôi. Mình nói là mình không có giỏi, mình nói rồi, mình là từ nhỏ tới lớn mình toàn là học sinh khá giỏi thôi chứ mình không có giỏi nha các bạn. Từ nhỏ tới lớn là mình là khá không à, mình không có giỏi, nhưng mà vẫn làm được việc các bạn, chứ không phải là phải đợi tới giỏi mới làm được việc. Tất cả mọi việc mình làm gì cũng ở level khá, nhưng mà cái gì mình đam mê mình cố gắng mình làm. Cái ở đây mình muốn nói chia sẻ với các bạn là các bạn mình viết email rõ ràng cho các bạn là các bạn hãy đừng có tập trung vào cái tiểu tiết, có nghĩa là sai chính tả bạn làm cũng được không sao hết, bạn đọc bạn thấy là sai chính tả bạn nhức mắt, rồi bạn nói mình nói sai tốt để mình chỉnh sửa lại các bạn, rồi bạn nói sai ngữ pháp tiếng Việt. Ok, mình cũng sẽ gửi cho ban biên tập, cho các bạn trong ban biên tập để các bạn biên tập lại cho những cái lần lần những cái ebook tiếp theo nó tốt hơn các bạn. Nhưng cái vấn đề đây mình muốn chia sẻ với các bạn là hãy tập trung vào cái nội dung của các bạn, coi cuốn sách đó nó có tạo ra cho bạn cái năng lực, năng lượng và cái động lực để các bạn ra ngoài các bạn khởi nghiệp hay không. Những quyển sách về bất động sản, những quyển sách về phát triển bản thân, những quyển sách về kinh doanh và khởi nghiệp. Các bạn hãy tập trung vô những cái đó để các bạn có thể phát triển, các bạn thay đổi để mà theo hướng tích cực hơn các bạn. Đừng có tập trung vào cái tiểu tiết, hãy tập trung cái nội dung, cái chi tiết. Bạn muốn cái gì thì bạn chia sẻ cho mình biết để cho mình có thể là viết những quyển sách sâu, nó hấp dẫn hơn, nó cuốn hút các bạn hơn, để cho các bạn thu hút các bạn. Để nó giống như một cái kim chỉ nam, nó tạo cho các bạn cái động lực để các bạn đi ra ngoài kia, đối đầu với cái thế giới kinh doanh, đối đầu với những cái việc khó khăn trước mắt. Nhưng mà nó bạn cảm giác nó là như một cái trò chơi, nó vui thì bạn sẽ enjoy, bạn sẽ tận hưởng nó. Kinh doanh nó cũng vậy đó các bạn, chứ nó không có phải là luôn luôn phải gặp sóng gió không à. Nhiều khi bạn sẽ gặp những cái gọi là người quý nhân gì đó để phù trợ các bạn, để có thể giúp đỡ các bạn, để các bạn tiến xa hơn trong cái đường kinh doanh, để bạn nhanh chóng thành công hơn các bạn. Mình kết thúc cái video này, mình nói với các bạn một cái: khi bạn đi, có nghĩa là khi bạn bắt đầu ra khơi, bạn khởi nghiệp vượt biển lớn, vượt vũ môn để hóa rồng, có thể bạn thành công và cũng có thể bạn không thành công. Nhưng nếu bạn không đi thì mình chắc chắn các bạn không thành công rồi đó, chắc chắn 100% luôn. Tại không đi bạn đứng ở im tại chỗ mà thành công nè, đúng không các bạn? Không đi sao mà đến được, rồi sao mà thành công, rồi sao mà giàu có được. Bạn có thể nghĩ bạn chọn cho mình một người mà làm công suốt đời mà họ trở thành người giàu có. Rồi, cảm ơn các bạn đã đọc những cuốn sách của mình. Các bạn nào muốn nhận được những cuốn sách của mình thì các bạn có thể gửi email bên dưới. Xin lỗi các bạn. Bạn có thể gửi email rồi mình và các bạn trong ban kỹ thuật hoặc là bạn hỗ trợ sẽ giúp mình gửi email tặng các bạn. Gửi email tặng bạn những quyển sách. Và hy vọng những quyển sách này là những cái tâm huyết của mình và đội ngũ của mình để mình chia sẻ với các bạn. Mong là các bạn đọc xong, các bạn nhớ hồi âm cho mình biết. À, cái chữ đó chữ hồi âm hoặc là review gì đó, nó không quan trọng. Quan trọng là các bạn cho mình biết các bạn thích hay không. Rồi các bạn có thích những cái nội dung như vậy đúng không? Rồi các bạn suy nghĩ như thế nào về cuốn sách. Bạn nhớ viết thư dài dài cho mình nha, mình sẽ đọc hết. Mình không có bỏ sót chữ nào đâu. Chúc các bạn có nhiều năng lượng và các bạn ra khơi vượt vũ môn. Và các bạn hãy hóa rồng luôn nha các bạn. Khi các bạn hóa rồng thì mình rất là hạnh phúc. Bạn hãy email cho mình biết khi bạn có gì đó thành công. Thành công nó không phải là cái đến các bạn.
không phải là điểm đến. Thành công là đường đi, có nghĩa là bạn đi mỗi ngày bạn thấy bạn phát triển. Chỉ cần hôm nay bạn vượt qua cái nỗi sợ hãi, cái thành công của bạn từ từ nó sẽ đi về đến tới bạn. Chúc các bạn thành công.